Thưa quý vị và các bạn, công viên là một trong những tiện ích công cộng phục vụ cho lợi ích của cộng đồng, mọi người đều có thể tiếp cận dễ dàng và thuận tiện. Nhưng tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, người dân dù có ở ngay bên cạnh công viên Sơn La, muốn vào được công viên này chỉ có cách duy nhất là phải đi vòng qua đường Y Ơn. Đây là hiện trạng công viên Sơn La, tọa lạc tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dù nằm giữa các khu dân cư đông đúc nhưng lại gần như biệt lập vì những bức tường bao quanh lập công viên này là mười mấy năm rồi đưa vào sử dụng được hai ba năm mà tôi thấy là không phù hợp với thời đại. Một là cái bờ tường là, là là ba ba bờ mà giờ bốn bờ mà phá đi được hai bờ có đường vào còn hai bờ là không có đường vào. Cho nên dân là rất bức xúc về cái chuyện này. Cũng theo một số người dân khu vực lân cận công viên Sơn La, trước đây trong quy hoạch khu dân cư tại phường Tân Thành có một con đường chạy dọc theo phần đất của công ty ô tô, sau này là công viên Sơn La. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì nhiều năm qua con đường đã biến mất. Không ít lần người dân cũng đã kiến nghị tại những dịp tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên đến nay cũng không có cơ quan nào đứng ra giải quyết. Tôi uh, mua đất đến đây là có theo sơ đồ là có đường cách tường 4 mét. Nhưng hiện giờ thì uh, những nhà ở đầu á, họ lớn đi rồi. Giờ nói mở đường thì một số người lại bảo là quy hoạch mới nhưng tôi không biết cứ theo sơ đồ là còn có đường thì giờ theo yêu cầu của gia đình tôi là muốn theo sơ đồ để có đường vừa đẹp công viên và lại thuận tiện cho mỗi lần có hỏa hoạn xe cứu hỏa đến kịp thời. Hiện nay các tỉnh thành trên cả nước đã và đang xóa bỏ hàng rào bao quanh các công viên để người dân có thể ra vào thuận tiện. Thực tế tại công viên Sơn La dù không ai cấm nhưng vẫn đang là bức tường ngăn cách người dân.